Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh đang chi phối toàn khu vực miền Bắc có cường độ suy yếu dần. Vì thế, mức nhiệt trong ngày mai được dự báo sẽ nhích lên đôi chút. Cụ thể, nền nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng từ 13 cho tới 24 độ. Riêng khu Tây Bắc sẽ dao động trong khoảng từ 22 cho tới 25 độ. Trời phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ và cá biệt có nơi có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Tại các tỉnh miền Trung, từ Quảng Bình trở vào cho tới khu vực Thừa Thiên Huế thì sẽ có lúc có mưa rào nhẹ, nhưng đến trưa chiều mưa sẽ giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Thậm chí tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận thì sẽ còn xuất hiện nắng và nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng từ 16 cho tới 30 độ C. Trong ngày đầu năm mới, thời tiết tại khu vực Tây Nguyên cũng như là ở khu vực Nam Bộ thì được dự báo sẽ có nắng nhưng không mạnh và nhiệt độ ít thay đổi, phổ biến từ 17 cho tới 29 độ tại khu vực Tây Nguyên và khoảng từ 22 cho tới 32 độ ở khu vực Nam Bộ. Thời điểm này, các tỉnh miền Trung đang gieo mạ vụ xuân nhưng lại gặp thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài rất dễ gây ảnh hưởng đến chất lượng của cây mạ. Trong khi mạ phải khỏe thì sau khi cấy xuống mới phát triển nhanh. Và để phòng không cho mạ bị chết rét thì bà con cần phải lưu ý dùng ni lông để che phủ 100% diện tích mạ và lưu ý là việc này thì sẽ chống rét và tránh tình trạng chim chuột phá hại, đảm bảo nhiệt độ bên trong luống mạ được che phủ luôn cao hơn so với nhiệt độ môi trường bên ngoài khoảng 3 đến 4 độ, giúp cho cây mạ có điều kiện thuận lợi để sinh trưởng. Tiếp theo là sử dụng phân hữu cơ khi gieo mạ và không nên sử dụng các loại phân hóa học. Khi nhiệt độ trong ngày ấm lên ở mức trên 24 độ C thì bà con cần mở hai đầu ni lông cho thông thoáng và đến chiều tối thì đậy lại để tránh giá lạnh. Trong thời gian rét đậm, rét hại kéo dài, nếu kiểm tra mạ sinh trưởng phát triển kém thì bà con có thể dùng từ 50 cho tới 100g Superlân pha loãng với nước phân chuồng hoai mục để tưới cho 1m² mạ nhằm tăng cường phát triển của bộ rễ và tuyệt đối là không được tưới nước phân đạm. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.